Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy cái vườn mai này không ạ? Vườn mai này. Các bạn thấy có quen không? Mênh mông à. Thì vườn mai này mình có quay cho các bạn xem nè các bạn. Vườn mai của mình các bạn ơi. Thì hôm nay rảnh rỗi đi vô thăm các bạn. Gốc bữa nay được 20 rồi. Chưa tới. Mười mấy rồi bạn ơi. Có cây cũng được 20 á. Mười mấy 20 gì đó. Để mình đi một vòng quay cho bạn xem. Thì cái vườn mai này mình trồng được 2 năm rồi các bạn. 2 năm rồi đó. Thì cũng có cây bự cây nhỏ ha. Cái cây này quá bự luôn nè. Uống xoàng đây nè các bạn. Để gà nó bự chóc ở trên này. Thì cây này quá dữ lắm nha các bạn. Cái vườn mai này á thì mình trồng từ cái con. Uống từ cái con đó các bạn. Bông quá trời bông luôn. Mà cái con là hột dảo đó các bạn. Đó, thì trồng bữa nay được 2 năm rồi. Gốc nó nè. Thì có cây thì cũng nhỏ, cây bự tùm lum mà nó không đều nè. Uống đó, mà thấy ruộng quái thì quái không đó. Thì lâu lâu vô thăm lần các bạn. Thấy gốc đó. Thì cái này là cái cây mà lúc trước mình quay các bạn xem này. Mình trồng từ cái con ha, uống từ cái con nó xíu rồi. Lúc nó còn trong cái bầu là đầu tiên mà mình uống là ba lớn đây là mình uống rồi nè. Để bữa nào mình quay lại cái quy trình mà trồng từ cái uống từ dài cho đến ngày hôm nay luôn các bạn. Mình có quay lại mình để dành thôi. Nhưng mình cũng chưa có đăng rồi các bạn. Thì đây các bạn thấy nó cũng có cây nhỏ nè. Để nó gì nè. Cái nụ đang ngấm rồi. Ngày bữa mình đem ra mình lau vô nó giao luôn các bạn. Đám mai này đó, đây nào, đây thấy nó nằm dưới này mà ha. Thì cũng có một số cây nó nhỏ các bạn, nó không đều đó. Thì nói chung là cái đám mai này mình trồng cũng thí điểm các bạn ha. Đó, thành ra nó cũng không có được đạt lắm. Thì sau này mình sẽ trồng lại cái đám khác nó sẽ đều hơn đó. Ngày xưa là mình lên cái clip các bạn. Này là cái clip mình trồng ở trên cái mô đó, giờ nó bự ra gì đó nè, mình mới cắt tỉa nó nè. Thì cũng đi cắt tỉa thường xuyên các bạn ơi. Nó như những cái nhánh này nó mọc lên từ đây nè các bạn ha. Thì mình mới cắt nó nè. Này mình quay cầm tay mặt giờ kéo cầm tay trái. Ây da. Cắt nó mấy mà. Đó, mình cũng phải đi mình tỉa nó ha. Chứ để nó lên tùm lum lại nữa nó cái gốc này nó sẽ bị móp méo và nó không có được đều ha. Mình ra bắt buộc phải cắt ra. Như cây này nó bị lép nè các bạn. Lép nằm đây nè. Nó cây lép nữa nè. Nói chung không đều lắm mà. Thì cái cây lớn thì nhiều, cái nhỏ thì nó ít mà. Bị lép cũng nhiều lắm. Đó, mình bẻ từ cái lúc con các bạn thấy. Nó quái. Thì mình dự định mình đem cái đám mai này lên nữa nè. Mình đặt cái chậu. Mình đặt chậu theo cái ý của mình luôn. Mình đặt lẽ là mình lên lò các bạn. Đó, mình lên lò mình đặt những cái chậu cho nó hợp với những cái cây mai này. Rồi mình vô mình cho luôn các bạn. Cái giá nó thật là mềm, nó thật hữu nghị luôn. Nhưng mà bây giờ thì năm nay làm kịp các bạn ơi. Năm nay làm kịp rồi. Cái sẽ nằm đi. Cây này là 20 đúng không ạ? Cây này là hơn 20 luôn á. Giáp cái tay mình, giáp cái tay này nè. Mình 20 nè. Đó. Thì nó em cổ tay mình các bạn. Cây bự nhất á, bự nhất cái con cỡ này. Nhỏ hơn. Đó, để mình cắt cái cây này các bạn ơi. Quá tệ luôn nè. Các bạn thấy nó lên một mùi gì nè. Mà mình không rảnh mình đi cắt á thì nó không đẹp cái cây được rồi. Mình làm nó cắt. Thì các bạn biết cái cây này hồi đó mình uống. Mình uống mà nó bị
nó ép mấy cái kia nó lớn, nó ép rồi, nó lên nổi rồi. Giờ nó không có được mạnh lắm. Đó. Nó nhiều lắm. Mình trồng cái này tới mấy ngàn cây các bạn ơi. Đây là tới 4 công đất rồi. Những cây này thì nó hơi nhỏ đâu quá ép. Cái đế nó dữ dằn không? Tưởng tượng cái đế cây này. Bù dưới đây, có mình uống hết trơn các bạn ơi. Nói chung là cây này thì nó quái lắm. Đó, hôm nay thì cũng vô thăm đó. Lâu ghé lần cây này hình thú nè bạn à, thấy nguyên mịn thú à, những cái dễ trồng chéo này nè, mình nên đi tỉa nó bỏ nó bạn à, không để cho nó hôm nay mà nữa nó không đẹp cây lắm. Nói chung là phải xiên đi tỉa nó thì nó đẹp có cây các bạn. Chứ mình không tỉa thì nó sẽ xấu nè. Những cái rễ này là mình cắt bỏ hết rồi. Nó quái à, này nó quái đó. Để cho nó quá trời luôn không. Này nó cái đuôi vậy. Mình lâu lâu mình vô đây lần ghiền luôn anh, không muốn về luôn á. Hồi nào nó gì đó, gì hợm không? Có những cây mình uống ghê đó. Này, cây này nãy mình mới cắt á. Như một ngồi đây nè các bạn thấy không? Mình mới cắt bỏ cái nhánh này, chừa lên nhánh này. Đó. Mình luôn bạn ơi. Thì các bạn yên tâm đi. Mình chắc là sang năm rồi, năm nay làm kịp rồi. Sang năm mình sẽ đặt cái này mình cắt bỏ nữa bạn. Nguyên mùi luôn không ha. Năm nay mình sẽ đặt cái chậu cho nó hợp với cái cây này bạn. Lại mình đi đặt cái những cái chum các bạn. Mình vô thì nó mới lạ các bạn. Vô nó đặt cái đám mai này cho thật là lạ các bạn. Các bạn nào mà muốn có ý định mà muốn trồng mai á, bạn thấy cái này không ha, muốn trồng mai mà nó dạng quái như kiểu mình thì giờ cái quy trình mình làm thì mai mốt để mình đăng cái clip cái quy trình làm toàn bộ cái quy trình làm cái cây mai này luôn các bạn, đăng các bạn xem đó. Rồi các bạn nào mà muốn chi tiết mà muốn chắc cú thì có thể gọi cho mình sẽ chỉ hết đó, từ lúc cái con cũng nắng rồi bắt đầu đem đi trồng thế nào thì mình sẽ cái gì mình kinh nghiệm được cái trong cái đám mai này mình sẽ chia sẻ cho các bạn hết. Cái này nó như một cái con ốc cũng gì luôn ạ. Nè có rễ đây nó thấy nó không hợp lý mà bạn ha, đó nên cắt nó đi ha. Rễ nó cắt bỏ đi thì nó sẽ lộ cái con ốc ra, yêu ốc không bạn. Quá à, rất là quá luôn à. Nói chung là lúc mình uống hết rồi, mình uống hết trơn rồi, uống cù lẳng cù lẳng. Mất máu hoàng mèo lâm lai đấy nè. Nhưng mấy cái này thì mình một tay mình quay một tay mình cắt nó thành ra nó hơi dung dung các bạn không cả ha. Đó. Mình cắt chống nha, cái thằng nó nè mình nên cắt bỏ hết rồi á, giữ lại cái phần thân nó thôi thì nó mới ra được cái cây được rồi ha. Chứ không nó nữa nó lên mấy nhánh này lên ghê lắm, mấy nhánh này nó phát được rồi, nó lên mạnh nó sẽ ép cái phần thân này nó không có như ban đầu nữa nè bạn ha. Gốc nó dưới đây nè, dữ dằn lắm á, đây nữa nè, quá trời luôn rồi ha. Lắm rồi này. Ôi bạn qua để con quay cái này chút xíu á. À, bạn ơi, những cái rễ này mình cắt bỏ nè, nhỏ bùi cắt bỏ đi cho nó lộ cái phần để ra quái lên các bạn. Đó cái này nó quái rồi, quá co hết trơn rồi.
Đó không? Nè. Nói chung là nè, nằm dưới đây nữa bạn. Kiếm qua kiếm này. Về các bạn thấy cái em đó không? Ừ. Nó về quá, em vằn nó nằm lên. Lắm bạn. Đó. Nè, em cắt bọn trống ở trên ha. Đó, còn nó nằm nè. Cái bạc cũ giờ nó hư bạn ơi. Hư và phổ nè. Nó nằm trên đỉnh nè. Dữ dằn dữ dội ha. Đó. Dữ dằn dữ dội dễ dù gì giấu giếm mà. Đó. Bạn thấy nó kỳ quái không? Đó. Lắm là nhiều cái kỳ quái bạn ơi. Nguyên trường luôn, mấy ngàn cây mà. Đấy. Thì các bạn yên tâm đi, tiếp theo mình cũng cho lũ bạn thôi, chứ mấy ngàn cây là mình đâu có làm gì cho hết mà. Quan trọng là độc lạ ha, phong cách của mình. Đấy. Phong cách của cái kênh của anh Đông đó bạn. Anh Đông con trai ha, quái quái. Đó bạn thấy không, quái thiệt quái luôn ha. Đó, cắt bỏ nó ra lậu ra. Đó. Đó, dữ dằn ha. Thôi bây giờ mình bỏ hai cái này các bạn, cho cái này nó phát để cho nó bự phần này ra, chứ mình không có cần thiết phải để này đâu. Đó, bỏ đi. Mình nó đi vậy ha. Đó, nhỏ nhỏ nằm lên. Nó chạy luôn rồi. Nói chung là quá lạ không các bạn. Đúng á. Cái cây này thì mình uống, mình uống cái phần nhánh nè. Cây này nữa mình làm cái cây nó quăng nhăn đó các bạn. Nếu mình dựng nó lên thì nó sẽ đổ nhánh quăng nhăn xuống. Rất là hay, phần đế nó giữ luôn ha. Lắm nhiều quá ơi. Okay. Mình cũng in vậy đó. Thành ra là cái cây này giống như là mình đẻ nó ra luôn các bạn ơi. Làm theo sở trường của mình nè. Nè các bạn thấy nè. Như cái này nữa mình mới cắt mấy cái nhánh trống ra nè. Nó đồ quái nữa. Để đây nữa. Mình chỉnh định dưới đây mà. Đó, thì tiếp sau mình sẽ giao lưu cái lô mai này các bạn ha. Để sang năm đi, năm này làm kịp rồi. Cái nhỏ nhỏ này mình muốn vô nữa bạn, vô nhỏ đặt cái chùm vô mình treo vô trong hay lắm các bạn. Những cái gù này treo vô trong hay lắm, lạ lắm các bạn. Nhưng mà năm nay mình không làm kịp các bạn, không rảnh nữa. Tết tới tùm lum chuyện cho các bạn. Đó, anh em cũng kêu đi tùm lum cho không đi được. Cục dữ nó ghê. Cây nào nó cũng quái chứ mà. Cái độ quán nó thì mình nó thì các bạn biết rồi. Ví dụ như á, thường thường các bạn thấy là anh em làm á là làm mức độ là nông dân đó các bạn. Nó không có mang tính nghệ thuật lắm, tức là người ta làm vườn mà. Thì người ta cứ bẻ bẻ người ta trồng thôi. Còn đối với mình thì các bạn biết rồi, mình thì lúc nào cũng nghệ thuật, lúc nào cũng phá cách nó. Thành ra cái cây nó rất là lạ các bạn. Cái cây nó rất là lạ. Nó mang một cái phong cách rất là lạ lắm mà nó không có giống cây nào không. Đó, ở đây đặc biệt là cái độc đáo của nó là không giống cây nào. Mình làm ra là không có cây nào giống cây nào hết chứ. Đó là cái độc đáo của mình á. Mình có thể giữ nhánh này cho nó bự bự các bạn. Đó, phong cách của mình là mình cố gắng mình làm là bẻ tới bẻ lui bẻ qua lại thì mình không có cho cái cây nào nó giống cái nào các bạn. Đó là cái phong cách của mình. Thành ra là nếu mà thường thường mình các bạn thấy mình đi mua cây mà người ta bẻ quái đó thì thường là mình thấy nó ưa giống nhau các bạn ha. Đó, cây nó giống nhau. Thành ra là nó không đã lắm. Bạn vừa nói là dập khuôn đó. Nhưng mà mình ở đây thì
thấy là không gặp khuôn các bạn ạ. Không gặp khuôn mới ghê đó. Mình bẻ là đây là đây học me chứ không ạ. Nha. Kiếm quá cứ. Thì nó mới là nó mới lạ các bạn. Nó cây này nó bị bệnh hay gì nè. Thì ở trong đây nè, mình trồng hàng ngàn cái mai luôn rồi, mấy ngàn cây luôn. Mà nó lại nó có một cây, nó chỗ bằng màu trắng trắng mà hồng hồng quá, ngộ lắm. Màu tết năm rồi mình thấy bông rồi. Nhưng mà nó nằm bên kia kìa. Bây giờ không nhớ cái nào luôn rồi. Để tết năm nay nó ra bông. Mình quay lại cho các bạn xem. Là nó là một dạng đột biến đó các bạn. Đột biến hạt á. Ha. Nghĩa là mà dảo, học mà dảo thôi. Nhưng mà hàng trăm, hàng ngàn cây á. Nó có cây lạ vậy đó. Cây okay, riêng luôn á. Từng lên từng hạt ha. Lông màu hơi hồng hồng trắng trắng màu đó. Các bạn thấy cây quái không? Có toàn thân của nó nè. Đầu quái nó cỡ nào đó không? Bẻ nó không có gặp khuôn. Khuôn dưới đấy nằm dưới nè. Đó. Thường mình bẻ không để gặp khuôn các bạn ạ. Tức là khi mình làm cái này á thì tự mình làm hết các bạn, không có giao cho ai chứ. Mình bẻ mình không á, mình biết mình bẻ mấy ngàn. Lúc mình vô dây nhỏ là mấy chục cái nhôm các bạn ạ. Thành ra là nó không bị giật khuôn thì nó mới độc đáo. Mình bẻ thường thường người ta quấn cái co người ta cứ như vậy người ta làm hoài. Còn mình thì mình không làm vậy. Mình lắc tùm lum tùm la các bạn. Rồi nói chung cái này cũng ý trời nữa các bạn. Mình chia sẻ các bạn là khi mà lúc đó mình lắc á, lúc đó thì gió nó thổi xuống chiều này nè. Chiều này chiều lên hồi đó nó thổi dưới đây thổi lên các bạn. Thì lúc đó mình mới bẻ cho nó xiên về một bên vậy nè. Đó. Để cho gió nó đừng có bị hư. Đến hồi mình làm xong thì mình trồng xuống xong mấy tháng sau cái đổi gió bạn ơi. Ông trời ông dứt lại tùm lum tùm la hướng hết trơn. Rồi cái cây của mình nó không theo hướng nào ạ. À, nó ngã qua, ngã lại tùm lum hết trơn luôn. Rồi mình nói thôi kệ đi, khỏi sửa luôn. Theo ý ông trời luôn. Đó, thành ra số mai này nó cũng có cây. Cái chuyện vui. Đã đã bạn. Cuối cùng thì gió thổi một lùa. Chuyện phía luôn. À. Mình ra bây giờ là nói chung nhà nó cũng tâm lắm hết. Không nào giống cái nào hết trơn. Đó, mình phải thường xuyên đi tỉa vậy đó mà. Cắt nó ngắn thừa này đây nè. Nó có nuôi cái cốt rồi. Chứ mà các bạn cho nó đâm tùm lum lại nữa cái phần thân này nó không hay nha các bạn. Những cái nhánh chỗ đây là bắt buộc phải cắt hết. Nó này mình cũng 2 tháng gì đó rồi, mình đỉnh vô mình tỉa cắt. Thì nó sẽ đẹp cái thân. Chứ không thôi là nó lên là nữa nó phá thứ rồi. Phá thứ rồi hết ha. Mình cắt bỏ đi. Nào cái nó quái. À, là thôi ha, nếu là nó để. Mình để lên chỗ này là thấy hay nha bạn. Cục phải cắt nó đi. Nằm dưới đó. Đấy. Nguyên cũ à. À, thấy mình mong không? Mong mong ạ. Lúc mình từ đây lên chảnh 100 mét đó bạn ơi. À. Trời đúng không? Ê trời, nó bị nước rồi. Nó quá rồi. Đó. Cực là đây ha. Nè. Những cái ông này nè, nó cắt tỉa nè. Có thể mình để như này đi. Nói chung là bìa này trước là cái đoạn này nó nhỏ xíu các bạn. Sao đoạn này giờ nó khoét quá trời luôn. Lớn. Nói chung thì nó cũng không đều lắm bạn ơi. Thì cái đám mài này mình làm cái đợt này cũng lần đầu tiên các bạn. Lần đầu tiên mình trồng mấy con không đắt luôn á. Nói chung là trồng
cũng phải lần tiên, có nghĩa là mình đã trồng thí nghiệm rồi. Thí nghiệm trong cái một vài chục cây, vài cây trồng thử mấy năm trước hết rồi. Thì cái nết của cây lên như thế nào, bẻ uống rồi nó phá thới làm sao khi nó lớn các bạn, mình hiểu nó. Là mình lắc nó đi đâu, còn nó nữa nó lên, nó lớn lên nó sẽ cong như thế nào, mình phải hiểu cái đó mới được các bạn. Thì mình mới cho ra cái cây độc đáo được. Ha, đó quan trọng á. Mình ra cái đó thì do cái kinh nghiệm thôi. Chứ bây giờ mà nói mà chỉ các bạn á thì phải là hơi khó mà, chi tiết hơi khó đó. Đó các bạn thấy không? Nguyên bộ đế nè. Nó nằm dưới đó. Bạn tưởng tượng được không? Quá trời luôn. Ngạo như cái đấy các bạn ơi. Này. Vô đây thì mấy bạn nào mê mê mà vô cái vườn mình cái hết muốn về luôn rồi. Mình mỗi lần mình xuống là mình hết muốn về. Thì bọn quẳng đây hoài luôn. Nói chung là nguyên vườn luôn mà. Nào nấy là cũng quá hết trơn á. Thấy không? Nhỏ nhỏ không có vỏ không. Rồi ăn quái đồ quái coi nè. Để hôm nào á mình làm cái clip ha, quay lại là từ đầu tiên luôn bạn. Có đây nó có mấy cây này nó bị già nhỏ rồi bạn không, không đều ha. À, nhưng mà nó vẫn lên nữa, mình lấy cái bự ra thì nó nhỏ, nó vẫn lên lại rồi. Mình sẽ chia sẻ với các bạn từ đầu, bắt đầu vô mà uống từ cái con là nhổ cái con lên ha, uống làm sao, rồi trồng như thế nào, mình sẽ chia sẻ hết các bạn luôn, từ đầu đến cuối luôn ha. Các bạn hiểu được trồng cái mai, nói chung thì nếu mình hiểu được thì nó cũng dễ các bạn. Nó cực nè, bạn thấy bỏ bẻ dài xuống đây nè, phải nằm dài vậy đó cho nó bay vậy nữa các bạn. Nào nó nào lắc những cái co các bạn ha, lắc ngắn lắc dài, lắc không đồng đều á thì nó sẽ cho ra cái lạ thôi, nó quá lạ thôi các bạn ha. Chứ mình đừng có lắc nó đều đều với nhau. Đa số anh em thì người ta làm theo cái quán tính, cứ nắm vậy lắc, nắm vậy lắc, cây nào cũng như cái nấy các bạn. Thành ra là nó sẽ không có đẹp, nó không có cái độ quái ha. Để nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà làm từ cây con uống lên, trồng cho nó dài 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 cho đến ngày nó lớn luôn đó. Thì nó cũng nhiều công đoạn lắm, nhưng mà nói chung là mình chỉ cực năm đầu thôi mà. Chứ những năm sau thì nó không có cực rồi. À, như gì năm thứ hai nè, này năm thứ hai nè bạn, cỏ rồi mình cũng đỡ rồi nè. Đó, mặc dù nó có cỏ mà nó cũng ít hơn mấy năm đầu, bởi vì cái cây nó có cái tán các bạn, ra là đỡ cỏ hơn. Rồi công xịt thuốc rồi nó cũng đỡ bệnh nấm rồi nó cũng đỡ các bạn ơi. Này cái gốc làm dưới thôi, không gốc rồi, nó chưa có sổ ha. Còn lẽ nè rất cỡ này không, trời luôn ha, đó. Mình tìm in vậy đó. Trên đây có một đám linh sam đó các bạn, cái hàng bìa này trước mình trồng mấy chục cây linh sam đây nè, bây giờ quá trời bự luôn, nằm trong cái ra mình chưa có cắt tỉa ra nữa các bạn ơi, quá trời luôn nè, chỗ bông bạch hết trơn nè, gốc bự rồi. Thế nào mình nghiên cứu ba cái đám linh sam này nữa, gốc bự chà bá trong cù để có nữa thôi, nằm dưới nguyên hàng trong đó này, mà chiếc nhánh không lắm trời à. Ô quá trời, có anh em thì cũng đập cái nhánh nữa mà mình không rảnh nữa mà quá trời luôn rồi. Thấy chỗ nào cũng quá vậy thì hôm nay cũng có dịp đi vô anh vườn cắt tỉa chút thì cũng quay lại cái clip ngắn, ngắn gì cũng dài thấy bà luôn, ngắn gì nữa. Bây giờ mấy chục phút các bạn ơi, lò chém gió các bạn, nó giờ quá trời luôn. Thì chia sẻ các bạn xem cho vui chơi. Thì nay mai mình sẽ làm cái chậu luôn mà, mình có thể mình vô chậu cho nó thật là quái theo cái ý của mình luôn.
đúng thương hiệu của anh Đông Bonsai luôn ha. Đó, giới thiệu cho các bạn. Thì video mình đến đây chắc kết thúc rồi. Thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Các bạn xem video cũng nhớ chia sẻ với người cùng xem, đặc biệt là nhớ đăng ký kênh của mình các bạn ha. Rồi các bạn sẽ chờ đi, mình sang năm mình giao lưu các bạn cái đám mai này. Rồi xin chào, hẹn những cái video tiếp theo nha.